thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre về tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong ngày hôm nay, ngày 7 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ gồm Phòng Tham mưu, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh tổ chức đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và trật tự vệ tại các cơ quan đơn vị trong dịp Tết. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các đơn vị gồm Trung tâm Thương mại Bến Tre, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Khởi, Công ty trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Việt Hồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc lá Bến Tre, chung cư CC1 và trạm biến áp 220 kV. Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở, các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, việc chấp hành các quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy như hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, công tác tổ chức và phân công lực lượng thường trực bảo vệ an ninh trật tự, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, việc trang bị, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và chất lượng hoạt động của các phương tiện, việc xây dựng các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự của cơ sở, các điều kiện phục vụ chữa cháy như giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc. Qua công tác kiểm tra, nhận thấy rằng lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương có quan tâm đến công tác, cũng như là công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự, có tổ chức, sắp xếp, bố trí lực lượng thường trực trong những ngày nghỉ Tết, đồng thời cũng đã thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy được trang bị để nhằm mục đích sử dụng kịp thời, hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các cơ sở tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời khắc phục những thiếu sót có thể phát sinh cháy nổ, sắp xếp hàng hóa, nguyên vật liệu cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, chủ động phòng ngừa, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để chuẩn bị cho tốt công tác phòng cháy cháy cho Tết Nguyên đán mình đây thì ngay chỗ về phía bộ đội chờ thì cũng có đã lên phương án và kế hoạch đảm bảo cái công tác phòng cháy chữa cháy cho cái thương mại. Cái thứ nhất là cái lực lượng ở đây là lực lượng phải đảm bảo 100% quân số theo kế hoạch được phân công. Cái thứ hai là cái phương tiện. Cái dần thứ ba nữa là khâu kiểm tra. Ở đây thì khâu kiểm tra là quan trọng nhất. Làm sao mà nói chung là không có sự cố xảy ra đó, mình kiểm tra hàng ngày. Để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại đây thì em và các hộ kinh doanh gần đây đều được trang bị một cái trụ phòng cháy chữa cháy và đã được tập huấn đầy đủ. Đồ đạc đều được sắp xếp cẩn thận và sau khi gây về thì ổ điện đều được rút ra và đèn đều được tắt cẩn thận. Thì ban lãnh đạo công ty cũng đã xây dựng cái lịch trực cho cán bộ công viên đảm bảo trong 4 ngày Tết từ ngày 30, mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Thì đảm bảo quân số trong đó là gồm có lãnh đạo công ty, các phòng ban, đội phòng cháy chữa cháy và trực bảo vệ an ninh trật tự. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng. Người dân, cơ quan tổ chức doanh nghiệp phải thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy cháy, đặc biệt phải sử dụng quản lý tốt nguồn lửa, nguồn nhiệt, đặc biệt trong những đợt Tết, trong những ngày nghỉ Tết. Và mỗi hộ gia đình phải dự kiến cho mình những cái tình huống phát sinh có thể xảy ra và tự trang bị cho mình những cái phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhất là bình chữa cháy xách tay để kịp thời xử lý hiệu quả các vụ cháy xảy ra. Việc tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và trực bảo vệ tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót để hướng dẫn kiến nghị khắc phục, phòng ngừa xảy ra cháy nổ và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống cháy nổ, các hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản tại các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, mang đến một mùa xuân an vui, hạnh phúc và bình yên.